Vâng các bạn, Quy Nhơn giữa tháng 8 năm 2024. Một ít hình ảnh mới nhất cho các bạn xem. Đó, bãi đậu xe thì vắng vẻ các bạn. Bãi đậu xe ở quảng trường trung tâm Quy Nhơn. Bên kia thì cái gì kia các bạn đang tổ chức lễ hội Lăng Sư Rồng các bạn. Đang sáng nay đang thi gì bên đó. Đó. Các bạn xem season rồi, sắp tới trung thu rồi các bạn. Từ bây giờ là đến trung thu còn một tháng. Từ đây đến trung thu sẽ những buổi tối sẽ có múa lân trên khắp các tuyến phố tại thành phố Quy Nhơn. Đó các bạn, những hình ảnh Quy Nhơn mới nhất cho các bạn xem. Hôm nay là ngày 16 rồi các bạn, 16 tháng 8 rồi. Những ngày nóng bức đầu tháng 8 vừa rồi thì cũng bắt đầu giảm nhiệt rồi các bạn. Một hai hôm nay thì bắt đầu có mưa rồi. Sáng giờ đỡ hơn rất là nhiều. Sáng giờ đi ngoài đường nó đỡ hơn rất là nhiều bạn. Không khí nó mát hơn rất là nhiều. Các bạn nhầm phố ẩm thực, giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia. Đây là liên hoan Lăng Sư Rồng các bạn, đất võ từ ngày 16 đến ngày 18 các bạn ơi. Gần hết mùa du lịch rồi các bạn, đường phố Quy Nhơn bắt đầu vắng vẻ rồi. Tin mới ở Quy Nhơn cho các bạn xem. Đây là cái thông tin về cái travel IW này các bạn. Travel IW là gì, xem thử nhé. Trạm thông tin tra cứu thông tin du lịch các bạn. Đó, xem thử cái gì đây các bạn, có cái chữ
kiểu như thông tin về xe điện các bạn, xe điện, xe máy điện á. Trong đây có thông tin tuyến 250 tài xế xe máy VinFast này. Đó. Di chuyển bằng xe máy điện ở trong thành phố là 15.000 các bạn. Đó. Đó, đây là cái máy nước uống. Di chuyển các tuyến phố ở trung tâm Quy Nhơn 15.000 bằng xe máy điện các bạn nha. Ok, mọi người có thể ghé chỗ bên hông của quảng trường này để mà tìm hiểu thông tin. Vâng, bên kia là số 01 Ngô Mây các bạn. Đang thấy mấy cây cầu nó hoạt động, mới hoạt động lại thời gian gần đây, không biết họ làm tới đâu thì cứ để xem thử các bạn nhé. Hơn 10 năm rồi cái lô đất 01 Ngô Mây này không có bị chậm trễ, rồi các nhà đầu tư nhảy vô giữ vài ba năm rồi bỏ, người khác nhảy vô tiếp. Đó, hiện tại thì thuộc về tập đoàn Phát Đạt họ đang làm, nhưng mà cũng hơn 5 năm rồi các bạn. Xưa này đó, nó đang có những cây nó reo hoa, kiểu như reo hoa trái mùa đó. Thưa, thông thường là nó reo hoa vào khoảng tháng 4 các bạn. Lựa cây này nó lớn, nó cũng khá là mát này, đẹp nữa. Khu này cũng là được liệt vô là đẹp nhất nhì Quy Nhơn này các bạn. Khu này cùng với khu đoạn công viên quảng trường Chiến Chiến Thắng á, Xuân Diệu đó, một trong hai khu đẹp nhất nhì Quy Nhơn. Đại học Quy Nhơn đang chuẩn bị đón một khóa học mới các bạn, đang đón những bạn sinh viên ca mới. Biết năm đây à, vâng các bạn, năm nay thì đường cơ điện này vẫn còn hoạt động các bạn ha. Tưởng đâu đến tháng 9 năm nay là chuyển lên kia chứ, chắc là hoạt động một năm nữa, ít nhất là một năm nữa. Trên kia đang xây dựng, mình thấy cũng gần xong rồi đó, trên trường cao đẳng sư phạm đó. Cao đẳng sư phạm thì bây giờ đổi tên rồi là cao đẳng Bình Định, tại phường Nhân Phú. Còn các tòa nhà Hải Âu không biết là tháng 8 này có là kết thúc chưa. Hải Âu có tháng 8 này là hết hạn rồi đó, hạn cuối rồi các bạn. Không biết chịu đi chưa, thì đó hãy chờ xem. Đây là đường Trần Văn Ơn các bạn. Con đường khách sạn du lịch rất là nhiều, khách sạn nhỏ rất là nhiều các bạn, gần biển. Thank you.
đây là ra các khu Nguyễn Tỷ Yến và Tỷ Yến thì các khu quán ăn nhậu, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê nhiều. Cà phê Mộc An mới đổi chủ, hồi trước là cà phê 24 giờ. Đó, khu này là bao la quán luôn các bạn. Khu này thì đến năm 2014 này là được, nếu không nhầm là được khoảng 8-9 năm hình thành và phát triển. Mình nhớ là 2015 bắt đầu phân lô khu này, 2016 bắt đầu xây dựng nhiều. Hồi đó thì con đường Nguyễn Tỷ Định này cũng được mở rộng luôn này, mở rộng to như bây giờ các bạn. Mới kia chắc mới khai trương các bạn, Baccara nha, Baccara Hotel đó các bạn. Sạn này xem thử ở ngay góc đường Nguyễn Trung Tín các bạn với Nguyễn Tỷ Định, Baccara nhé, Baccara tên Baccara chưa khai trương các bạn, vẫn còn làm phía dưới nữa. Còn bên đây là La Mo này, 4 sao này, khách sạn có kiến trúc theo kiểu phân cổ điển. Đó, cổ điển các bạn. Đây, khu này thì quá trời khách sạn trung trung các bạn, tầm 3 sao, 2 sao, 3 sao, trung trung. Mira, nhà hàng cũng nhiều các bạn. Đây là The Kila này các bạn, 3 sao. Đáng tiếc nhất là hai cái tòa nhà của Hưng Thịnh, lưới bây giờ nó rách hết rồi các bạn, lưới bây giờ nó rách tan hoang rồi mà không có cái không biết khi nào hoàn thành. Melody và đây các bạn, đây là phía sau lưng của khách sạn Anh Gia này bạn. Đó. Anh Gia đọc là anh đọc là Ania các bạn, còn người khác thích đọc là Anh Gia cũng được cho nó nhanh. Bên kia là đã tháng mấy rồi, hai cái tòa nhà Hưng Thịnh này họ để tới 3 năm rồi các bạn, 3 năm trước họ đã như thế này rồi. Mình nhớ cuối năm 2021 là nó đã hình thành nên vậy rồi, giờ thì vẫn vậy thôi. Đường Trương Minh Của và đường Nguyễn Như Đỗ. Đó, đường này là chạy thẳng ra An Dương Vương luôn. Khu này đường gần biển nhưng mà chủ yếu là nhà dân các bạn. Tí thì đi chứ bóp còi gì trời. Mình thì mình không thích mấy cái vị đi rờ rờ rồi bóp còi. India Brewery các bạn, 5 sao. Đó, đáng tiếc nhất là cái khu này các bạn, khu Én Việt này. Đất cũng rất là đẹp nhưng mà chủ đầu tư lại tận dụng để kinh doanh hồi xưa tới giờ không thay đổi gì hết các bạn, đáng tiếc. Đáng tiếc những khu đất ở Quy Nhơn có rất là nhiều khu đất đẹp nhưng mà lại không hình thành nên những cái tòa nhà
trung tâm thương mại cao, khá đẹp. Trở lại những tòa nhà theo kiểu cấp 4 các bạn, như cái Én Việt Hotel đó. Dezon Hotel này. Chung là chủ yếu là được cái đường ở phía mặt biển các bạn, mặt biển kinh doanh được. Để với sâu một cái là chủ yếu là nhà dân và các khách sạn nhỏ thôi. An Khang này bạn, An Khang cũng hồi xưa cũng nổi tiếng lắm á, cách đây hơn 10 năm. Những khách sạn đầu tiên ở Quy Nhơn á, có trong top. Vậy chứ các bạn không biết các khách sạn ở phía sau này họ đổi chủ bao nhiêu lần rồi đó, kinh doanh không được các bạn, bán hay cho thuê đó. Còn anh Victory, còn anh Victory Restaurant đó, những quán này là kinh doanh ăn nhậu vào buổi trưa chiều tối thôi các bạn, chiều tối là trên chủ yếu. Đây là mặt trước của anh Gia 4 sao các bạn, anh Gia đó, lai rai cũng có, nay là cuối tuần các bạn nha, nay thứ sáu, lai rai cũng có khách đoàn ở miền Nam ra, họ chạy xe ra các bạn. Thì mình cũng nhấn mạnh là sau này á, những cái xe giường nằm như thế này á, sẽ nằm sâu các bạn, cao tốc mà từ Nha Trang đến Bình Định mình hoàn thành á, thì sẽ đón cái lượng khách miền Nam họ đi bằng xe giường nằm ra rất là nhanh chóng và tiện đó, sẽ mạnh về cái phần đó, sẽ giảm bớt cái gọi là cái khách đi máy bay. Đáng tiếc nữa là cái lô đất K200 này nè bạn, vẫn chưa có nhà đầu tư. Chưa có nhà đầu tư các bạn, K200. Chung là Quy Nhơn, quỹ đất trung tâm thì còn mấy cái lô đất rất là đẹp. Thật là đáng tiếc. Công viên An Dương Vương này thì các cái bãi xe cũng được thành phố giữ xe cho thuê, bãi giữ xe. Đấy. Bình Dương thì họ đang xây dựng trong hàng mật tử rồi các bạn, họ đã ok định nhận đi rồi. Còn Hòn Yến thì thuê đất tới 2052. Biển thì hạn thuê đất là 2052 các bạn. Còn Hải Âu bên kia là tháng 8 này là cái thời gian gia hạn cuối cùng rồi các bạn. Không biết là sau tháng 8 này thì họ sẽ giải quyết như thế nào, thì cũng chờ xem các bạn.
sau thì họ không có hải âu trong biên cương kia rồi nha các bạn. Hải âu 3 sao trong đó rồi, họ đã xây dựng cách đây vài năm, họ đã có thông tin là họ xây dựng rồi. Còn hiện tại thì như thế nào? Trước các bạn nói hỏi cập nhật về Starlink các bạn, Starlink bên kia thì trong quá trình vẫn còn xây dựng các bạn nha. Thì theo mọi người nói thì nếu mà xây dựng như bây giờ thì khoảng 2026 mới xong. Đó là mình nói là tức là xây dựng diễn ra suôn sẻ đó. Đó bị trục trặc gì thì mình không biết được. 2026 mới xong thì cũng hy vọng là cuối năm 2026 thì Starlink kia thì sẽ hoàn thành. Chứ Starlink đó cũng lâu lắm rồi các bạn, mình nhớ 2016 hay 17 tới giờ lâu lắm rồi. Xe mới này, xe 77. Chúng ta di chuyển từ khu vực phía sân sân khấu để chúng ta di chuyển những cái hàng rào vào trong sân để bố trí cho buổi sáng ngày hôm nay luôn. Mời các bạn cộng tác viên để tiếp tục. Đã các bạn, tòa hai tòa các bạn, hai tòa giờ xây lên. Cái dừng đậu uống cà phê các bạn rất là nhiều. Vâng các bạn, sau cái tòa nhà TMS rồi Anantara và Phú Tài Vicinder là những tòa nhà cao tầng nhất ở Quy Nhơn hiện nay. Thì trong 4 năm nay các bạn, 3 đến 4 năm nay, 3 năm rưỡi 4 năm nay thì không ở Quy Nhơn không có tòa nhà nào cao tầng hoàn thành hết các bạn. Đó. Ở trung tâm Quy Nhơn á. Còn mấy tòa nhà chung cư thì mình không nói, chung cư xã hội thì chỉ 18 đến 20 tầng thôi. Không được gọi là cao tầng lắm. Đó, những tòa nhà cỡ 30 tầng trở lên thì được chú ý hơn. Chung cư xã hội thì 18 tầng trở lại thì nhiều. Các bạn như tòa Center của Hưng Thịnh này bạn. Đó, cũng làm cầm chừng và cũng thấy làm các bạn. Tòa nhà này cũng rất là lâu rồi các bạn. Thông tin từ 2017-2018 bắt đầu làm tới giờ. Rất là lâu rồi các bạn. Thường Kiệt các bạn, đường Nghĩa Thế Học. Bên ngã tư này là Lý Thường Kiệt.
đường Lý Thường Kiệt cũng rất là ngắn các bạn, khoảng chừng 200-250 mét à, rất là ngắn. Tới vùng xây Quang Trung kia thì hết Bùi Xuân này. Khoảng 250 mét các bạn. Vòng xoay Quang Trung này thuộc đường Lê Hồng Phong rồi các bạn. Lê Hồng Phong ôm luôn, ôm chị Thành xuống kia luôn các bạn, xuống sân vận động. Rẽ bên tay trái mấy con đường này rồi vào chợ Đầm. Đây là đường Hữu Thọ nè bạn. Thủy Lan bây giờ thì lên đường dưới hè rồi, rất sạch sẽ đẹp. Vâng, phía trước kia là nói vào đường Đống Đa, trước mặt là công viên Đống Đa luôn các bạn. Cuối cùng đấy, đang sửa xe những hạng mục cuối cùng này, chắc khoảng qua 29 mới xong. Phía đây tiếp tục họ xây gì nữa các bạn, chỗ xây lên những cái phòng nữa đó. Chỗ nghỉ mát thì xong rồi nè các bạn. Yeah. Cái view chỗ đây cũng khá là ok đó bạn, khá là đẹp đó. Nhìn ra Đầm Thị Nại. Bên kia thì họ tiếp tục họ xây. Công viên Đống Đa. Đó các bạn, chòi nghỉ mát. Chỗ đây làm cái, bên kia không biết có làm cái nữa không, đối xứng qua cho nó đẹp. Chỗ nhà vệ sinh thì ở trên họ tiếp tục họ xây dựng, không biết làm cái gì. Này thì trước của Quốc Khánh. Bây giờ thì bên thành phố thuyết phục và Quốc Khánh giao lại cho bên thành phố làm các bạn. Đây, view chạy lên cầu 1 Hà Thanh. Đó, đứng đây có thể thấy được tòa nhà Ecolife này.
tính ra tòa nhà Eagle rất là bo các bạn, đứng tầng dưới cảng mà nhìn lên trên Nhân Bình vẫn thấy rất là to, một view góc đầm Thị Nại thì thấy được toàn cảnh đầm Thị Nại, tháp Thầy Bói, vịnh Phương Mai.